Xin chào toàn thể quý vị và các bạn. Hôm nay làm đồ ăn cho cô Út cái món này thơm quá quý vị. Mắm guốc. Cá kho mắm guốc nè. Cá giò kho mắm guốc cái gì đây. Thơm quá. Cô cũng thích món này lắm. Thậm chí mình cũng thích luôn. Món này rất thơm. Tất cả các món kho mắm guốc mình đều thích thơm. Đã đến nhà cô Út quý vị. Cô Út ngủ luôn rồi. Ăn sớm rồi. Sếp ăn cổ cũng ngủ vậy cho nên sếp ăn luôn. Đây là một đậu bắp với chuối, chuối sống, đậu bắp chuối sống đi dành chấm. Rồi nồi này rửa sạch rồi, đổ lên. Đây rửa cái nồi cái gì. Đi ra sau rửa cái nồi thì thấy bà Út làm cái sao cái gì. Bây giờ cái máy giặt qua luôn, không biết ai làm nó khỏi rồi đây. Yeah. Ôi. Nóng quá. Là cá cha kho mắm guốc cái gì ngon ác ông luôn ha. Hôm nay mình lu bu công việc, mình đi làm những cái công việc thiện nguyện khác, không biết ai làm cho cậu đi. Giờ cái máy ra sát góc này rồi lắp cái cửa đây luôn cái gì. Tại hỏi mình có tâm sự với gia đình mình nói sợ trộm vô đường này nè, rồi mình cũng lo quá, rồi không biết ai làm đây. Cửa thì kính rồi nè mà không biết khóa bằng cái gì, rồi xong thấy cậu khóa thì không biết, còn ngủ rồi không biết, hỏi cậu sớm hả? Bây giờ thấy còn ngủ rồi không kêu sức đồ ăn rồi. Trời, đây cho coi cái món cá cha kho mắm guốc. Với có đậu bắp sống với chuối sống á. Nếu mà cậu bón sao rồi? Được rồi, trở rồi. Trở rồi hả? Ngon rồi, nó không nó như vậy chứ nó không có chảy luôn mà mình không có hôn nè. Dạ, dạ, vậy ổn rồi đó. Ổn. Nếu mà nhắm tình hình chưa ổn lắm thì đừng có ăn chuối mà ăn đậu bắp. Còn nhóm ổn thì ăn đồ bắp. Ủa nhóm ổn luôn thì ăn chuối sống luôn. Dạ. Ai giờ cái máy giặt cho cậu vậy? Cậu à. Cậu hả? Giờ được luôn hả? Chị ai làm cửa cho cậu? Cậu à. Chị ơi. Hay hả? Mò là mang ngày trời đi. Hai ngày hả? Như nó hai ngày trời. Chị nó nói không hai ngày. Sống cho con hay con làm cho. Mày sợ con trộm vô hay vậy làm? Không ngờ con cũng sợ con trộm chết luôn. Rồi con khóa bằng gì? Có khóa. Có khóa ha. Rồi cậu có cân cái máy cho nó bằng không? Thôi nó giặt được nha. Có. Bằng ha, giặt có giặt thử chưa? Rồi. Để con tắt cái máy này cái cây nó chuyện. Cậu có uống thuốc gì không mà hết? Thì ăn ba cái huyết đó. Ăn huyết lỗ luôn phải không? Ừ. Ăn huyết lỗ luôn. Ừ, uống nhân lòng luôn. Nhân lòng thì nó ăn thành thôi. Ừ. Sáng này con ăn gì? Sáng ăn cơm hấp. Cơm hấp hả? Cậu Pháp ăn cái gì? Hết đồ ăn luôn hay gì? Ừ. Sao bữa mà nói làm đồ ăn, cậu nói còn đồ ăn nữa? Còn thì nhiều hết luôn. Nhiều hết luôn ha. Không có cái trong nè, trong này khóa chốt. Không có cái cửa ngoài á. Ừ, thì lấy cái khóa này ra. Ờ, lấy khóa này ra khóa hả? Vậy lấy cái chốt nó ra luôn hay gì? Ừ, cái trong này bắt cái chốt. Bắt hai chốt này phá ha. Ừ. Vậy để mua cái khác đi, mua chốt khác đi. Chứ mà cậu mua cái này rồi mai mốt cái chỗ này nó không có chắc nè. Nè giống như mấy cái cửa này nó không chắc nè. Ừ. Lỡ cậu có đi đâu nó gỡ cái này đi vô cái một luôn. Còn cậu khóa thêm cái cửa trong nữa cho chắc. Ừ, dặn cái chốt này ra. Để cái mua cái phèn nữa. Dặn ra cũng chua lắm để con có đi chợ con mua cho. Ừ. Mua hai cái chốt với cái ổ khóa ha. Ừ. Chứ cái này tại có Mạnh Thường Quân gửi cho cậu tiền đang chi tiêu tiền thuốc. Ừ. Tiền thuốc chứ tiền lặt vặt nè. À. Để con mua cho Mạnh Thường Quân làm to cho cậu á. À. Để đang con đang chờ cho bên chính quyền trả lời nữa, ta nói bữa nay ta họp. À. Bữa nay họp coi kết quả sao rồi bắt đầu nếu mà ổn cái là làm liền, là mốt làm liền. À. Còn nếu như mà trừ khi là có cái ca mới rồi nó căng quá thì không làm được thôi, chứ nếu như mà nó không có gì nữa thì làm luôn. À. Yeah.
Vậy đi. Dạ, rồi cậu về lại đó gỗ điện sao? Ừ, điện nè. Cậu có kéo lại không? Tới nè. Điện lên đâu? Rồi cái dây kia đâu? Dây hổng có kéo đâu? Dây hổng nó dư quá, dài đâu không? Nhìn chân chắc, nó nhỏ lắm vậy em đây. Đủ không? Đủ nè. Cậu có mua cái ổ nối hả? Ổ nối này lâu rồi. Dạ, ở nhà có sẵn hen. Ừ, nó này em nói cái máy quạt. Chuyện ơi, gì mà bệnh về mà gắng làm được cái này cũng hay chứ. Sao cậu đỡ lên nổi? Tìm cũng một cây dựng lên rồi. Chuyện ơi, vậy sao không kêu phụ mà làm mình. Không kìa, con cũng gầu gầu cái hoài, con sợ trộm vô lấy cái máy giặt này cái chết luôn. Con lo hơn cậu. Chuyện ơi, cái bắt đầu đóng đâu đóng tay này được. Cái đầu để gì nè, cái đầu nhấp nhấp vô cái dính rồi cái đầu đóng một cây vô. Chuyện ơi, vậy không... Vậy mà không kêu con làm cho thiệt tình. Vậy lâu cả 2 ngày. Cửa này cửa cũ có sẵn ha. Cũ. Vậy không kêu con làm cho chàng ơi. Đóng bằng qua cái đinh ốc vít không hả? Ừ, ốc vít rồi ta dặn chứ sao đóng. Đóng cho nó có lỗ mới dặn được. Ừ. Rồi cậu dặn luôn hay gì? Vít đâu dặn có không? Còn cái cũ nè dặn cũng cà chợt ha. Cái tay đơ đơ nè. Rồi ông vít dặn chua dư. Con tính ổn ổn công việc con lên con làm này cho cậu nè. Mà quá xá rồi. Lu bu rồi. Hôm nay lu bu quá. Đây nghe cứ dứt gạo người ta nói mà. Dạ. Chuyện rồi không biết nãy ở đâu ai nói cái gì mà quá xá người ta tới luôn rồi. Người ta tới người ta xin á, mình nói mình chưa có phát. Nói anh ơi, chị ơi, chú ơi, cô ơi, con chưa có phát mà cái này con mới cái này để phát cho xã rồi. Mà người ta kéo lại hoài luôn. Rồi bắt đầu người ta kêu ghi cho người ta tên đằng đằng chừa cho người ta đi. Ta nghèo, khổ. Rồi cái con ghi ghi có mấy người mà sao quá trời tới dồn dập luôn. Nhà càng cháu ấy. Dạ, tới dồn dập luôn ghi đâu hết 60 mấy người. Mà trong khi đó còn có phần sau là có còn có 100 phần. Cái phần này thì 50 mà phát mới 16 à. Còn phần sau 100 phần. Rồi đâu dám ghi nữa rồi nó hụt rồi sao? Tại vì mình còn đi xét. Dạ, rồi tại vì mình còn đi xét nữa. Còn đi xét mấy hộ nghèo khác nữa. Rồi ghi tới chừng mấy trang á, được 61 người ngừng. Rồi thấy người ta ngớt cái là đóng cửa lại liền. Đóng cửa lại liền mà lát người ta cũng lại ta kêu nữa mà đâu có dám mở cửa mở ra rồi cậu không có hay sao? Mở ra không có rồi người ta tưởng đâu mình có, ta tới hoài á, khó khăn lắm. Mà mình nói người ta không chịu nghe, ta nói chưa có. Mà ta cũng không chịu, ai đi đồn không biết nữa. Không biết ai đi đồn nói mình phát gạo nghe, vậy nghe trên máy nè. Dạ coi trên máy nè, coi trên máy con đâu có công bố là cho ai đâu. Dạ. Con đi từng nhà mà mình đi tiểu. Dạ làm phải mấy lâu 2 ngày luôn hả? Rồi tại vì con có kế hoạch rồi là con đợi bớt công việc con lên làm cho cậu cái đó. Mà cậu làm vậy sao làm được, làm chuyện gán khó khăn dữ hả? Rồi nhà ba đồ có sẵn nhà luôn hả? Ba ốc vít này kia các thứ các bên lề rồi. Ờ, mua ốc đó. Rồi cậu gỡ cái bếp ra luôn. Bếp nghe chỗ mới giặt giờ á. Ờ. Chỗ đó có dột không mà cậu đầy à? Có thì dột hết trơn cái nhà luôn mà. Dạ. Chỗ nó không căng mì ông, có 85 củ nó đầy đã. Dạ. Ừ. Chờ nó báo kết quả coi con hợp sao. Dạ, cho mấy ông gây quyết định cái vấn đề chỉ thị mới nè. Coi sao là nếu mà được là làm liền. Hợp một cây mới rồi. Dạ, nghe nói nay hợp hay gì đó. Nay hợp mới chỉ thị mới. Mới có kết quả. Dạ. Mà mới có kết quả thì mốt mới làm được. Rồi. Với lại mốt đặng canh ngay cái ngày thứ bảy cho anh em tập trung. Ý cho anh em hay. Dạ, chứ còn cho anh em hay nữa. Rồi thôi cậu có nấu cơm chưa? Rồi. Rồi ha, vậy chừng nào có đói ăn cơm nha. Rồi. Rồi con để đồ ăn cho ông đầy đồng bàn rồi đó. Dạ, con về không? Ăn sáng rồi. Dạ. Con về coi. Ừ. Ừ, thuốc nam gì cậu? Kiếm nhẫn lòng hả? Kèm đem qua hay gì? Có cậu để uống ăn thần ngủ hả? Kiếm đó có một chậu với qua trinh nữ. Dạ. Không ngủ cả ngày uống được hay gì mà uống đó? Ngủ khó ngủ lắm. Ngủ khó ngủ hen. Vì còn nấu nước uống á. Nấu nước uống thay nước lạnh á. Thì nấu nước khỏi khỏi nước trà. Trời. Uống vậy tốt á.
hai nước luôn mà mình an thần cái nữa tốt hả? Dạ. Mà thuốc Nga Nam này nó không có tác dụng phụ mình uống tốt lắm. Dạ. Rồi con về coi. Rồi, tính con xin kính chào toàn thể mọi người luôn nhé. Xin khép lại video tại đây. Em về bắt đầu công việc khác có gì ơi. Xin trân trọng kính chào, cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.